Nơi đây, lính Pol Pot ném hai quả lựu đạn, sát hại 40 người dân năm 1978. Thực sự thì ở đây có 41 người, duy nhất một người sống sót. Đốt xác hả chú? Đốt xác á. Chứ trình bính vậy nè, rồi rần vậy đó. Mà thú dữ lắm. Bốc mùi. Thú dữ dằn lắm. Nam từ 41 đến 60 tuổi nè. Có 102 tủ số 1 nè. Ở bên đây là phần xương sọ. Bên đây là xương tay. Bên đây là tất cả xương chậu và xương bả vai. Đây là cái nơi mà cánh đồng chết mà tụi mình sắp sửa đi ra đó. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ với lại Phong đang có mặt tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Đây là một cái con đường chợ ở Chồm Hổm, một trong những cái khu chợ sầm uất nhất của thị trấn Ba Chúc. Thì hiện nay thì sầm uất như thế này, nhưng cách đây vào năm 1978 á, thì nơi đây dọc hai bên đường này là những thi thể người xác chết rất là rùng rợn. Lúc mà bộ đội về á, là kéo xác ở các cái đồng bỏ lên đây này cho người thân lên nhập viện, cho nên là đường này được gọi là con đường thay người luôn. Thì hôm nay thì anh em có dịp về đây để cùng vô thăm lại cái con đường này và vô một cái ngôi chùa gọi là chùa thảm xác, và hiện nay với một cái tên là chùa Phi Lai. Trong cái tục về đạo Phật Bửu Sơn Kỳ Hương thì chùa là nơi mà tâm linh và nơi an toàn nhất để chạy giặc. Có không ngờ bọn thảm sát Pol Pot, Khmer Đỏ lại làm gì. Và đôi khi những cái nơi mà trốn kín thì họ lại ném bom, có những cái chết rất là tang thương. Hiện tại thì mình bước vô một cái nơi gọi là chứng tích những cái hài cốt của những người mà bị bọn Pol Pot thảm sát năm xưa tại thị trấn Ba Chúc này. Hôm nay thì chúng ta thấy ở ngoài thì được xây dựng với một cái hình hoa sen úp ngược. Ở trong đây thì chúng ta sẽ thấy được những cái hài cốt của tất cả mọi người phân theo lứa tuổi nè, giới tính nè. Đây có một cái bàn hương. Trước khi vô đây thì quay cho mọi người xem thì Bùi Hồ sẽ thắp một nén hương để nhớ những người đã bị thảm sát. Ví dụ đây nè, nam từ 41 đến 60 tuổi nè, có 102 tủ số 1 nè. Ở bên đây là phần xương sọ, bên đây là xương tay, bên đây là tất cả xương chậu và xương bả vai. Đây là xương sườn. Thì ở đây có tắc rất là nhiều như thế này. Chúng ta có thể thấy tổng cộng là 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 tủ như thế. Và mỗi một tủ như thế là có 3 tầng chi khác nhau. Thì bây giờ để tìm hiểu thì mình tí xíu như ở đây. Thì nam từ 21 đến 40 tuổi. Em sẽ cho anh thấy này, phần lớn những cái sọ người đối với nam á, thì sẽ thấy có những cái vết nứt ở sống mũi này, nứt ở gò má này. Thì những cái công cụ mà sát hại của Pol Pot đó là dùng những cái thanh gỗ, những cái cây bắn súng này để đập vào đầu người. Pol Pot với chủ trương đó là tiết kiệm khí tài càng nhiều càng tốt. Khi mà em có đi sang Campuchia, đi sang những cái cánh đồng chết ở bên Campuchia, thì em cũng thấy một cái cách mà tàn sát cực kỳ thảm khốc. Đó là họ đưa những cái người mà nam nữ mà từ độ tuổi thanh niên á, họ đưa vô cái cây thốt nốt á, anh biết cái lá cái thốt nốt rất là cứng, cho nên hay đưa cái cổ người á cứa vào đó cho máu nó rỉ ra và chết tại chỗ. Còn những cái sọ người như thế này thì bị nứt rất là nghiêm trọng. Thì anh cho... nhận thấy kìa, ở trên kia có một cái phần sọ bị nứt ở phần chỗ trán đó, Phong thấy không? Đúng rồi, đây là thao những cái vết đập này. Những vết đập hay đập vào sông mũi cho nó nứt mũi vậy chơi vậy á. Và sọ ở đây thì mình nhận thấy được rằng á, có phần sọ thì màu trắng nè, thì có những cái phần sọ thì lại màu nâu. Còn đối với người phụ nữ,
người phụ nữ thì cho mọi người xem. Em sẽ tìm cái phần sọ phụ nữ đây, nữ đây. Đây là trẻ em hả Phong? Trẻ em từ 3 đến 15 đến 20 tuổi. Trẻ em thì hay sát hại bằng cách là đập đầu vào cái thân cây. Đây là phần xương. Xương ống. Đây xương là những cái phần mà mình nhặt được thôi. Còn những cái phần bị vùi lấp ở dưới sình lầy á. So với những cái phần tro cốt này được quy tập với cái tỷ lệ người mất thì chỉ mới có quy tập được khoảng 20% thôi. 80% vẫn còn ở ngoài cánh đồng ngoài kia. Người ta hay gọi là cánh đồng chết, mà đến bây giờ thì chắc có lẽ xác người đã hòa lẫn dưới đất rồi. Đúng rồi. Em nói phần phụ nữ thì sao không? Đối với người phụ nữ, tí nữa đây thì em sẽ dẫn anh qua đây. Bên cái bảo tàng chính thức chiến tranh bên này thì sẽ thấy được một cái công cụ mà giết người đối với người phụ nữ. Bom bốt nó có một cái cách tra tấn phụ nữ rất khủng khiếp, tức là một cây tầm vong, cái tầm vong cây dài này, giọt nhọn, thì chúng giết bằng cách là hay đưa cái cây tầm vong vào vùng kín của người phụ nữ, đâm từ phía dưới đâm lên. Một cách giết mình nghe mình nổi gà luôn. Nghe kể lại ngay chỗ mà tâm linh như thế này á thì anh em mình có phần giống như nổi da gà luôn. Mà đặc biệt vào một buổi chiều mưa nè. Khi mà xây lại đây nè, số 88 nè. Số 88. Có thể đây là con số mà 88 phần sọ người. Sọ người. Bên này là 115 người. Đúng rồi. Đó. Nữ từ 21 đến 40 sẽ có 155 sọ. Đây là 150. Cô bác lớn tuổi, trên 60 tuổi. Với 86 phần sọ người. Ở đây thì chúng ta nhận thấy được rằng cái phần xương á thì hộp sọ lớn hơn nè. Với cái hộp sọ của cô bác ở đây thì lớn hơn rất là nhiều. Phần lớn anh ấy có khuôn mặt sọ người đều bị đứt hết. Bây giờ thì mình nhìn thấy còn ghê gợn, nó chỉ là ngày xưa khi mà lúc mà các quân bộ đội đi người dân họ họ trở về lại làng một chút thì em có gặp một nhân chứng, họ kể rằng là nguyên cả cái con đường này một màu tanh, một mùi sát khí rất là nhiều. Tí nữa đi vào chùa Phi Lai sẽ vẫn còn cái mùi mà cảm giác nó lạnh người lắm, cái mùi tử khí. Bây giờ thì mình qua bên nhà trưng bày tội ác chiến tranh này sẽ thấy những cái bức ảnh chân thực nhất luôn á. Thôi thì mình sẽ qua đó để coi những cái dụng cụ mà bọn Pol Pot họ sát hại người dân Ba Chúc như thế nào. Tiếp theo thì chắc anh em mình sẽ đi qua chùa Phi Lai, nhưng mà hiện nay thì không mở không? Khá tối, sợ chùa đóng cửa nên anh em mình sẽ qua đây trước nè. Chùa Phi Lai là một trong những cái nơi mà còn lưu dấu về tội ác của Pol Pot, diệt chủng người clip của em á. Thì chùa này thì về phần tường đã sơn lại nhưng mà còn lưu dấu vết máu của người nhân dân. Đây là đặc biệt cái vết máu nè. Đây là cái đường kể lại thể hiện được cái anh sẽ bật đèn là thấy rõ nè. Đây là phần máu dính và sơn lại để tái hiện lại đúng không? Hồi xưa thì vách tường cũng màu vàng. Rồi máu lúc đó khi mà bộ đội rút quân á, bộ đội trở về lại bộ bốt rút quân á thì thay người nước máu và xác người sẽ nằm sỉnh lên đây nè. Đó. Bám lên vách tường. Và điều đặc biệt sau những cái chân hướng ngữ ở phần trên á thì mọi người sẽ thấy ở dưới này nữa nè. Có những cái chân hướng dưới này nữa nè. Đây là cái dấu tích mà đã thảm sát người dân Ba Chúc năm 78. Để trốn một mốt. Lúc đó thì mốt họ vào tận nhà đâu họ giết, thì nghe tin nên bà con kéo nhau về hai vị trí. Một là kéo về chùa Phi Lai, nghĩ rằng là đất nước Campuchia là đất nước Phật giáo cho nên sẽ không vào tận chùa để sát hại. Đây nè. Ngay chính điện luôn hả Phong hả? Ngay đây. Nơi đây lính Pol Pot ném hai quả lựu đạn sát hại 40 người dân năm 1978. Thực sự thì ở đây có 41 người, duy nhất một người sống sót. Đây nè. Dưới hầm này. Chắc có lẽ là đây là những người dân họ trốn vào đây. Thì sau khi phát hiện thì bọn Pol Pot đã quăng hai quả bom vào nơi này thì đã lấy mạng đi của 40 người.
lúc khi mà bom bốt tràn vào ngôi chùa Kỳ Lai á, thì sát hại hết tất cả những người ở đây, thì trong đó có 40 người may mắn là trốn dưới cái nắp hầm dưới này, 40 người trốn dưới này. Và khi mà bom bốt rút quân đi thì ở dưới hầm này có một em bé khóc, em bé khóc ré lên, thì bom bốt nó nghe vậy, nó quay trở lại và ném hai quả lựu đạn. Rồi. Nên là chết hết, và duy nhất có một cô bé khoảng 5 tuổi ở phía góc trong cùng trong kia vẫn còn sống. Và đến hôm giờ, đến hôm nay thì cô này cũng đã lớn tuổi rồi và cũng đã yếu rồi, cực kỳ yếu sức rồi. Cái căn hầm này anh cảm thấy là nó có vẻ nặng mùi âm u tử khí. Âm u tử khí. Cánh cửa nhỏ gì mà ném hai quả bom. Thật ra thì cũng tại là số mệnh hết à. Hồi cái hầm này cũng không có bằng xi măng đâu, hồi đó là bằng gỗ. Rồi và bằng đất. Khi mà ném bể thì người ta xây lại, xây lại cái tấm bảo ở đây. Đến những cái ngôi chùa mình cảm thấy nó ấm cúng, nhưng mà đến đây thì có phần lạnh lẽo. Và một đặc biệt nữa, với đạo Bửu Xuân Kỳ Hương thì không có nhang khói nhiều, không có bông trái nhiều, cho nên là mình thấy ở đây cực kỳ lạnh lẽo. Đâu có đốt nhang nhiều đâu. Vết máu. Anh thấy có một con chuyển thiệt đỏ vết máu á. Con ơi thì lên đến trên này luôn. Vết máu lưu tích năm 1978 hả? Thôi thì hai anh em mình ra ngoài nơi trưng bày. Lúc đó là bom bốt vào, chú có chạy đi không hay chú sống ở đây? Chạy đi chứ, nhưng ở đây thì chết rồi, không còn. Ở đây là vô đó đó. Hồi đó là chú chạy đi đâu? Đi tôn. Ngày đấy. Xưa thì gây gận lắm hả chú hả? Sau khi mà bọn bom bốt rút đi á. Thôi. Quay đây là coi như nhà cửa đã đốt cháy hết trơn, đập phá hết trơn, không còn cái nào đâu. Là coi như là thay người á, là chết trong này, chỗ vết máu đó. Dạ. À, trong hầm đó, đóng, đó, nó vậy đó. Ở ngoài này cũng có một hai người. Rồi chỗ trước lộ, ở trên lộ đó ăn. Rồi chỗ cái cửa ngõ mới làm đó. Mà lộ á, một đống nữa, bên cây dầu lớn một đống. Nó là như dài thôi, lộ đó là cứ những cái dẫn dọc đường đó, giết dọc đường bắn nó dọc đường đó là cha chan đóng cha chan đóng vậy. Dưới vậy. Ngày xưa lúc đó là chú khoảng bao nhiêu tuổi chú? Lúc đó tôi 19 tuổi rồi. Ồ. Vậy nhỏ hơn tụi con luôn. Hả? Nhỏ kể tụi con luôn. Nhưng mà lúc đó thì trong ký ức của chú rất sợ quá. Hả? Chú sợ không? Chú về thấy cảnh tượng thì chú sợ dữ. Cô không sợ gì không là bởi vì nói chung ra về là coi như đây là coi như đen tối dữ lắm, là thức như là về là coi như không người, có người mà nhà cửa thì tiêu điều lắm, tiêu điều trên không còn cây cối nữa, mà là đứt đoạn trên đó bị như là pháo cây cối là đứt đoạn trên, che dông nhà cửa thì cháy đốt trơn không còn, còn cái nào trơn. Bây giờ nãy nhà tranh, nhà đinh, những nhà lá cái nọ, nhà tường ít có lắm. Rồi nãy chỗ này là cũng lập lá nè, đốt cháy trơn. Cái sau này mới về làm lại. Người thân tôi là không có mất người nào hết trơn, chạy đi hết trơn. À, bởi vì không phải gì với có nơi nương tựa. Hồi nãy ở dưới đó là tôi có ông già có mở một số ruộng, thì thử ra cũng có để nương tựa một số đất ruộng đây này sống, thành thử ra cứ chạy trước, còn nhà cửa thì còn đây, cũng đó chạy dưới có nơi nương tựa thì ra mới còn sống, ra người thân không mất người nào, còn ở xóm chòm đó là có nhà chết hết trơn, không còn người nào, có người còn được người. Người đặt chữ con ngưỡng gái theo chồng nữa ha, còn lại còn có nhà thì chết hết, còn có người thì cũng còn hai già ba người. Chú có thể nói lại cho con nghe về ngay chỗ mà 40 người bị ném hai quả bom đó chú? Dạ.
Lúc đó thì cái cảnh chú về đây thì chú có chứng kiến được cái cảnh tượng đó không? Không, tôi về là sau. Cái gì về sau rất như là cái đó là người ta đốt hết rồi. À, coi như là bộ đội giải tỏa đấy anh, bộ đội tỏ đuổi miên về bản rồi anh, là coi như bộ đội nhà nước mới đem dầu vô cho đốt, đốt rồi cào lại á, đốt tôi đốt xác hả chú? À, đốt xác á, chứ xình bính vậy nè, rồi rần 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 vậy đó, mà thú dữ lắm, à, bốc mùi, à, thú dữ dằn lắm. À, cho nên là nhà nước mới cho đưa dầu vô đốt, đốt hết rồi cào lại, mà khi mà cào rồi đó, tôi mới về, thì coi như đã cào rồi rồi, à, chết cha mẹ ta chết đó, đang đụng, đem về, đó, đem về, nhưng trước đó lấy cái mê bồ lúa đựng lúa mà xưa đó là được bằng chút đó, gian lại để vô đó. Trời. Để bị ra đâu không để gửi đâu, giờ gửi vô chùa, gửi chùa là về. Sao mình bây giờ vô trong này làm cái nhà mộ ở trong này vậy đó. Cái phần mình nhặt được á chú là đem vô chùa, còn trong đó thì có những phần thi thể thì mình không nhặt được. Đúng vậy, coi như là số thì người ta cũng về cũng còn nhìn một số xác, bà con ta cũng có nhìn, cha mẹ ông bà người ta cũng còn nhìn được một số mặc quần áo hoặc là giấy chứng minh kia nọ đó, thì ta cũng nhìn số cũng chôn số, còn số cũng lạc bị cái ngập lên như vậy thì coi như là nó đem dưới phần là dưới theo lộ này là đốt đó thì nó cháy hết rồi, không còn nữa, thành thử ra đâu còn tính được nữa, nghe một số mà nó dẫn ra ngoài đồng, nó giết ngoài đồng nó bắn rớt xuống hầm, ăn thì nó là ngầm một mùa nước ngập lên, cá đã ăn hết rồi, tới mà giật xuống thì tháng giêng này bà con không mới đi lụm, tháng giêng ngâm lịch mình á, nó giết mình nó dẫn ra đó là bữa 16 tháng 3. Ăn là tới tháng 3 tới tháng 7 tháng 8 là nước lên này nhóc rồi, thì đồng cho ngay cá nó vô nó ăn hết rồi, tới tháng chạp tháng giêng đó bà con tao mới về tao mới lụm về, thì coi như là lúc đó còn để xương đó là một ngàn một trăm năm chín xương, còn chết tới 3.157. Vậy là 50%. Không được. Nhưng cũng nghe kể lại. Dạ. Như nó dẫn ra ngoài đồng nó hôm xếp hàng về một tốp, nó kêu ra một tốp cho xếp hàng vậy, nó bắn chết hết rồi, nó kêu tốp khác ra xếp hàng nó bắn. Nhưng mà về đạn dược thì bọn chúng thì đâu có nhiều hả chú hả? Đâu có nhiều chứ. Nó mà là quân sự mà quân đội, nó quân đội chứ đâu mà nói có người ta không biết, ta nói nó vô có một hai người, cũng có một người mà ai thấy nó thấy là cũng chết rồi. Ai thấy nó phải không? Nhưng mà cái nó là quân đội, nó đánh vô đây là coi như đó, cái lúc mà chưa chiếm vô đây được, nó đánh vô hàng ngày, đánh ngày ba giác. Trưng bày lại những cái tội ác của Mông Bốt thì khi nãy mọi người kể là chúng đây là những công cụ giết người nè. Đây là bình xăng, canh xăng dùng để đốt nhà, đốt người dân, khi mà trói lại là đốt tập thể. Còn bên này là những cái công cụ tầm vong mà em có nói là để giết hại phụ nữ, đâm từ vùng kín. Còn cái này là cái khúc cây để đập đầu trẻ em và những người thanh niên. Ở đây thì chia ra làm hai loại, một là cây này để đập đầu trẻ em nè, bên này là sử dụng để đâm vào vùng kín của trẻ em, và cái này là cái thứ mà sát hại nhiều nhất, lưỡi lê, cái này không phải, này là chà đập qua đầu, dùi. Cái dùi này là ở người Campuchia thì họ dùng để đâm tiêu, đúng rồi, nhưng mà đây lại dùng để sát hại người. Và ở đây thì những ảnh lưu giữ lại khi mà bộ đội vào và chụp lại này,
chùa chiền tất cả đều quan tài đập bỏ hết. Chùa đây tâm. Là chùa Phi Lai khi xưa nè đúng không? Dạ. Đó cái nơi mà khi nãy tụi mình có vào để xem á. Giết 300 người ở đốt chùa phá chùa chàng chùa chiền hết như ông chú ông kể nè. À, đây là những người dân họ sơ tán đi. Và đây ôi. Là xác người còn nằm xung quanh chùa Phi Lai. Xác người. Tháng 4 năm 1978. Ôi, cái cảnh tượng mà mình nhìn thôi đúng không? Thì cảm thấy nó là phân quỷ rồi. Ôi. Đây là cái nơi mà cánh đồng chết mà tụi mình sắp sửa đi ra đó. Xác người phân quỷ, cô không phân quỷ được thì sẽ trương phình lên, rất là ghê. Phong, hình ảnh này rất là rõ mà anh muốn nói với em nè. Đây, phụ nữ bị đòn nhông gọt ngọn đâm ở vùng kính. Nói về tội ác của bọn Pol Pot thì không biết bao giờ mới hết. Những nơi mà điểm nóng xảy ra hàng ngàn người nè. Gồm có 10 địa điểm ở ngay chỗ thị trấn Ba Chúc này. Đây những hình ảnh rất là bây giờ thì tụi mình sẽ đi ra khu vực cánh đồng chết ở gần bên hông núi Tượng để cho mọi người xem được là ở đó như thế nào, hồi sinh ra sao nha. Đây là tập kết rồi không không ha. Những cái quy tập lại. Thôi thì bây giờ cũng đến giờ tụi mình sẽ đi ra thôi.